buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng và đã bị kỷ luật về đảng. Ngày 6 tháng 6, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Theo quyết định, ông Tạc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật về đảng. Quyết định buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Phạm Công Tạc. Theo Ban Bí thư, ông Tạc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội. Liên quan đến vụ công ty Việt Á, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y trong truyền thông, xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Phạm Công Tạc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm nêu trên, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.